Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo gạt Văn Quyết, ưu ái trò cưng? Đương kim đội trưởng tuyển Việt Nam, Văn Quyết bị loại trong sự áp đảo của các đàn em U23 Việt Nam, ở danh sách huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tập trung chuẩn bị đấu Jordan. Đâu là lý do? Sau 2 tuần vi hành dự khán các trận đấu V-League, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chốt danh sách 2-3 cầu thủ lên tuyển chuẩn bị cho trận vòng loại ASEAN Cup 2019, gặp Jordan vào 27 tháng 3 tới đây. Không ngoài dự đoán, các cầu thủ U23 Việt Nam, dù chưa đạt đúng phong độ khi trở về câu lạc bộ, vẫn nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo, chiếm số đông với 14 cái tên được gọi. Đây là những cầu thủ đã cùng thầy Park làm nên chiến tích ngoạn mục tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Thế nên dễ hiểu khi những Xuân Trường, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Công Phượng vẫn tạo một sức hút hơn cả các đàn anh, dù là ở cấp đội tuyển quốc gia. Và hẳn nhiên, người hâm mộ thấy hài lòng với việc nhà cầm quân 59 tuổi dồn sự ưu tin vào số đông U23 Việt Nam. Điều đó làm các cầu thủ 12 thấy phấn chấn, sắp được chứng kiến những người hùng tung tẩy trên sân một lần nữa. Tuy nhiên, ở danh sách phần còn lại, huấn luyện viên Park Hang-seo gây chú ý khi bỏ rơi Văn Quyết, người vốn như mặc nhiên chiếm một suất, không chỉ bởi chiếc băng đội trưởng tuyển Việt Nam trên tay, mà còn ở kinh nghiệm, khả năng. Thay vào đó, ông điền tên lão tướng 33 tuổi Anh Đức của Bình Dương, Vũ Minh Tuấn của Thanh Hóa, Đinh Thanh Trung của Quảng Nam, Lâm Anh Quang của Đà Nẵng, Khắc Ngọc của Sông Lam Nghệ Anh. Đã có lý giải rằng, sở dĩ thầy Park loại Văn Quyết do hai lượt đấu V-League vừa rồi, chàng tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội phải ngồi làm khán giả, bởi dính án treo giò, nên ông thầy Hàn Quốc không kiểm tra giò cẳng anh được. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn thỏa đáng, bởi trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng chưa khởi động mùa giải mới cùng Viettel nhưng vẫn thầy Park gọi tập trung. Chưa kể, ở góc độ chuyên môn và tầm ảnh hưởng của Văn Quyết ở đội tuyển Việt Nam, thì mọi người đều đã rõ. Cả khả năng, kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thì các đàn em hẳn nhiên chưa thể thay chỗ của Quyết. Việc anh vắng mặt cùng câu lạc bộ Hà Nội hai trận vừa qua, không liên quan đến yếu tố chuyên môn hay thể lực, mà bởi án kỷ luật. Vì thế, ở góc độ người trong cuộc, Văn Quyết ắt thấy thất vọng vì bị loại, muốn được nhìn nhận tôn trọng hơn, ngay cả khi cuộc đối đầu của tuyển Việt Nam 9 điểm với Jordan 11 điểm tới đây không còn quá quan trọng, do cả hai đội đều đã lấy vé dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy ông là thế nào, đặc biệt qua vòng chung kết U23 châu Á 2018, nên mọi lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc đều có những suy tính, ý đồ. Hay đơn giản ông chỉ là cho chàng đội trưởng được nghỉ ngơi. Đội tuyển Việt Nam nhận hơn 100 điểm trên bảng xếp hạng FIFA nếu thắng Jordan. Dựa theo cách tính dự kiến trên trang chủ FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt rất ấn tượng trên bảng xếp hạng nếu thắng Jordan ở lượt cuối ASEAN Cup 2019. Cả đội tuyển Việt Nam lẫn Jordan đều đã chắc chắn có vé dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Do đó trận đấu cuối cùng giữa hai đội ở lượt cuối bảng C, vòng loại ASEAN Cup 2019 diễn ra vào ngày 27 tháng 3 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Dẫu vậy ở một khía cạnh khác, màn so tài giữa Jordan và Việt Nam cũng ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của cả hai trên bảng xếp hạng FIFA. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn suy nghĩ về mục tiêu đánh bại Jordan ngay trên sân đối thủ, nếu biết rằng dựa theo cách tính dự kiến bằng công cụ của FIFA cho bảng xếp hạng tháng 4. Thắng lợi sẽ giúp Việt Nam có một bước nhảy vọt vô cùng ấn tượng, thậm chí là vào top 80, điều mà bản thân thầy Park cũng chưa hề nghĩ đến khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng. Hiện tại, Jordan đang xếp thứ 117, Việt Nam xếp thứ 113 theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3 năm 2018. Dựa theo cách tính dự đoán bằng máy tính trên trang chủ FIFA, thầy trò Park Hang-seo sẽ tăng tới 108 điểm, từ 293 lên 401 điểm nếu đánh bại Jordan. Nếu trong trường hợp đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng để lọt vào top 90 trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng tới, khi các đội tuyển trong nhóm thứ hạng từ 80 đến 90 hiện chỉ dao động trong khoảng 390 đến 410 điểm. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào top 100 thế giới. Và đây là cơ hội không thể tốt hơn để ông biến điều đó thành hiện thực. Trước đó tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy Park mong mỏi U23 Việt Nam có thể làm được điều gì đó thần kỳ ở Trung Quốc. Trung cuộc, U23 Việt Nam giành ngôi Á quân lịch sử.
Phân trường công khai xin lỗi sau scandal chửi fan. Trước áp lực từ phía người hâm mộ sau bức tâm thư mình chia sẻ, mới đây Lương Xuân Trường đã lên tiếng xin lỗi. Cách đây không lâu Lương Xuân Trường có viết một tâm thư bằng tiếng Anh, sau đó anh chia sẻ lên trang cá nhân. Trong đó tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai nói về những fan phong trào rằng không có não, chẳng hiểu gì cả. Tuyển thủ quê Tuyên Quang cũng bày tỏ sự hy vọng các fan phong trào một ngày nào đó sẽ trưởng thành hơn, sẽ hiểu được làm người lớn là như thế nào. Ngay khi bức tâm thư được chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã tiếp cận và đưa ra những bình luận trái chiều. Trong đó, không ít lời chỉ trích đã hướng về Xuân Trường. Một số fan trước kia thần tượng Xuân Trường, khi đọc bức thư họ cũng tỏ ra không đồng tình. Trước việc Xuân Trường chịu áp lực vụ viết tâm thư, lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức có cuộc nói chuyện với tiền vệ trẻ này và khuyên anh trực tiếp xin lỗi người hâm mộ. Và mới đây, Lương Xuân Trường đã chính thức xin lỗi người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Trường viết tâm thư xin lỗi với nội dung: Xin chào mọi người. Trước tiên tôi muốn nói xin lỗi vì để xảy ra chuyện này. Những câu chữ đó tôi đã viết trong tâm trạng không vui, xen lẫn bực dọc khi có những người đã chửi rủa, dành những lời lẽ thậm tệ đến tôi và những người xung quanh tôi, làm xáo trộn cuộc sống riêng tư và làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của những người mà tôi coi trọng. Vì thế tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi sẽ nỗ lực hơn để không làm phụ lòng những ai yêu bóng đá Việt Nam, những ai yêu mến và mong muốn tôi và các đồng đội thành công. VFF nói chính bầu Đức rút khỏi danh sách đề cử. Trả lời tuổi trẻ, trưởng tiểu ban nhân sự và đồng thời là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Lê Hùng Dũng cho biết, chính ông Đoàn Nguyên Đức xin rút tên khỏi danh sách đề cử cho chức danh phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính ở nhiệm kỳ 8, chứ không phải lỗi của tiểu ban nhân sự. Ông Lê Hùng Dũng cho biết, sau khi kiểm tra lại thì được biết, chính trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh đã báo là anh Đoàn Nguyên Đức không muốn tham gia vào nhiệm kỳ mới, nên VFF đã không đưa tên vào. Ông Lê Hùng Dũng nói, phòng pháp lý và tư cách cầu thủ được giao nằm trong tiểu ban nhân sự, để ghi nhận và kiểm tra hồ sơ, gọi cho anh Đức không được nên mới gọi cho anh Tấn Anh. Cô Nguyễn Thanh Tú, phó phòng pháp lý VFF, thông báo là có câu lạc bộ đề cử anh Đoàn Nguyên Đức vào chức vụ phó chủ tịch phụ trách tài chính, ở nhiệm kỳ 8. Thì anh Tấn Anh hỏi xem anh Đức có đồng ý không để tụi em gửi biểu mẫu sang. Anh Tấn Anh trả lời là sẽ báo cáo anh Đức, nhưng mà chắc chắn là anh Đức không tham gia gì đâu, vì đã tuyên bố rút lui rồi. Sau đó, cô Tú lại một lần nữa gọi cho anh Tấn Anh để xác nhận lại. Một lần nữa thì anh Tấn Anh bảo anh Đức không tham gia gì đâu vì đã tuyên bố rồi, nên đừng đưa tên anh Đức vào danh sách gì cả. Đó là toàn văn câu chuyện. Không có ai cố ý làm điều gì sai trái cả đâu. Tôi đã cẩn thận xác minh lại hết, không có ai tùy tiện làm việc không đúng như vậy được. Trong khi đó, trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh thì cho rằng mình được chị Nguyễn Thanh Tú thông báo khác. Ông Tấn Anh nói, chị Tú gọi cho tôi và hỏi thăm rằng anh Đoàn Nguyên Đức lần này có tham gia tranh cử phó chủ tịch phụ trách tài chính nhiệm kỳ 8 hay không, để làm hồ sơ bổ sung đăng ký cho ảnh vào chức danh đó. Tôi trả lời là cho tôi thời gian để hỏi anh Đức. Sau đó, tôi hỏi anh Đức, nguyên văn là anh lần này có tham gia tranh cử phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính không? Thì ảnh nói không và tôi trả lời chị Tú như trên. Cái này thì rõ, vì quan điểm của anh Đức là sẽ không tham gia vai trò phó chủ tịch phụ trách tài chính ở nhiệm kỳ 8. Còn chuyện có câu lạc bộ đề cử anh Đức cho chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính hay không, thì tôi và anh Đức không biết. Tôi chỉ biết là có câu lạc bộ Phúc San Kim Toàn, Đà Nẵng, đề cử anh Đức khi đọc tin trên báo hôm 18 tháng 3, chứ trước đó chị Tú cũng không nói cho tôi biết chuyện đó. Ông Nguyễn Tấn Anh cũng chia sẻ thêm, là quy tắc bầu cử đã không đúng trong trường hợp của anh Đoàn Nguyên Đức. Ông nói thêm, theo tôi biết thì trong quy chế bầu cử, người được đề cử thì vẫn phải được đưa vào danh sách đề cử. Còn người được đề cử có rút hay không, thì trong cuộc họp nhân sự tại hội nghị ban chấp hành VFF vừa rồi tại Hà Nội đưa ra, thì người được đề cử sẽ một lần nữa sẽ xác nhận lại là mình có tham gia hay không. Trong danh sách các câu lạc bộ đề cử 43 ứng viên cho các vị trí ở nhiệm kỳ 8, được công bố ở hội nghị ban chấp hành VFF vừa qua, anh Đức có tên ở vị trí ủy viên ban chấp hành là đúng, vì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đề cử anh Đức cho vị trí này. Tuy nhiên, câu lạc bộ Phúc San Kim Toàn đề cử anh Đức cho chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính, thì về nguyên tắc, ai đề cử cái gì thì phải ghi vào trong danh sách đề cử đó. Rồi trong hội nghị, anh Đức không muốn ứng cử thì sẽ đứng lên nói tôi không tham gia nữa,
thì mới chính xác là hội nghị nhân sự. Nên trong trường hợp có đề cử mà không ghi vào đó, thì về nguyên tắc bầu cử là không đúng. Tất cả mọi người được đề cử đều được đưa vào danh sách, trong khi chỉ mỗi anh Đức là không. Dĩ nhiên, VFF có hỏi anh Đức trước là có tham gia ứng cử không, và anh Đức trả lời không là chính xác. Nhưng việc có câu lạc bộ đề cử hay không thì anh Đức không biết, và cần phải ghi tên anh Đức vào danh sách đề cử, để rồi sau đó ảnh tự rút tại hội nghị ban chấp hành vừa qua, ông Tấn Anh nói thêm. Ông Tấn Anh cũng khẳng định anh Đoàn Nguyên Đức vẫn sẽ không tham gia tranh cử, chứ không phải thấy có câu lạc bộ đề cử mình thì quay lại tranh cử. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.